Ok, hello và xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại channel Hùng Akira của mình. Và chào mọi người đã đến với một video nữa về Mini World. Chào mừng các bạn đã đến với một video đầu tiên của mình về Minecraft. Và đây là lần đầu tiên mình quay một video trong Minecraft luôn, nên có gì thì mong các bạn thông cảm nha. Và mình không biết mode cũng không biết cử động nhân vật nhiều, cho nên là mình sẽ parkour. Và hôm nay mình đã chơi cái map gọi là parkour pyramid cho đến level 82 rồi. Thì có lẽ là mình sẽ chơi tiếp 20 level còn lại. 18 level sao ấy, hình như là map này có 100 level. Ok, thì hôm nay chủ đề của chúng ta sẽ nói đến đó là sự thật về tất cả các thành viên trong biệt đội rắc rối. Mình sẽ nói tất cả những cái gì mình biết ra và tất cả những cái bí mật thầm kín nhất của tất cả mọi người. Và mình cũng sẽ nêu cảm nhận của mình về mỗi người luôn. Và ok, trước khi vào video này, nếu như các bạn thấy thích, đừng quên ủng hộ cho biệt đội rắc rối. Bao gồm các thành viên là Thịnh Tún, Siro Official, Ruby TV, Kuma, Subi TV và Mẹo Péo nha. Và tất nhiên có mình nữa. Ok, trước khi vào video đừng quên để lại cho mình một like, một đăng ký, bấm vào cái chuông để nhận thông báo mới nhất về kênh này. Còn bây giờ thì chúng ta cùng vào video nào. Let's go. Hey. Hey, và trong cái tài nhé, sẽ quay trở lại channel của Hùng Akira. Ok, hôm nay thì mình mặc áo sơ mi trắng đóng thùng các kiểu. Thì hôm nay mình sẽ gọi là parkour Minecraft, lần đầu tiên mà mình lên video mình parkour Minecraft. Và mình sẽ nói với các bạn về một chủ đề có thể nói là gọi là mình đã gọi là phải xem anh Vịt. Và mình thấy anh Vịt, wow, anh ấy bóc phốt các thành viên trong Hero Team rất là hay. Cho nên là mình đã quyết định gọi là mình sẽ bóc phốt các thành viên trong biệt đội rắc rối. Ok, thì hôm nay chủ đề chúng ta sẽ nói đến là sự thật về các thành viên trong biệt đội rắc rối. Thì ok, về thành viên đầu tiên, mình sẽ nói về thành viên đầu tiên luôn. Đó là chính là mình, Hùng Akira. Thì mình sẽ nói về bản thân mình trước cho nó dễ hiểu nha các bạn nha. Ok, thì mình tên là Trần Phạm Mạnh Hùng, là tên đầy đủ của mình. Và năm nay là mình 19 tuổi. À, đậu xanh nhà nó rất. Trời ơi, khó thế. Mình parkour mini go thì mình sẽ nói dễ hơn. À, lava nó đốt. Nhát thôi. Ok, thì mình tên là Trần Phạm Mạnh Hùng. Và mình năm nay mình 19 tuổi. Mình sinh ngày 24 tháng 2 năm 2000 các bạn nha. Và hiện tại thì mình đang học năm nhất tại Học viện Ngân hàng Hà Nội. Và sắp tới thì mình sẽ lên năm 2. Cho nên là có thể nói là mình là sinh viên năm 2 của Học viện Ngân hàng. Thì thế cũng được, hiểu các bạn hiểu như thế nào cũng được. Kể cả có học ngu thì vẫn lên năm 2 mà. Ok, thì mình sẽ nói một chút về bản thân mình. Thì sao ta, mình có một cái sở thích, đó là uống coca. Chắc hẳn bạn nào mà hay xem livestream của mình cũng đều biết là Hùng cực kỳ thích uống coca luôn. Và đấy là nó cũng là đồ uống ưa thích nhất của mình. Về đồ ăn thì có thể nói là mình thích ăn mì Ý. Các bạn có thể gọi với một tên đó là mì spaghetti ấy. Và mình thì là một thành viên trong team trải qua rất là ít biến cố trong cuộc sống. Có thể nói là biến cố trong cuộc đời mình là ít nhất trong team. Trong team mình thì bất cứ ai cũng đều trải qua những cái cuộc sống vô cùng là khó khăn. Ngay cả mình cũng vậy. Nhưng mà về đường YouTube của mình thì thật sự là khó khăn. Nhưng mà về cái gọi là cuộc sống của mình, có thể nói là mình là một trong số những người có cuộc sống nhàn hạ nhất của team. Bởi vì cuộc sống của mình nó khá là ít sóng gió. Và mình sinh ra tại một vùng quê, cái lều đàn nhà nó mình nhảy ngu rồi. Mình sinh ra tại một vùng quê gọi là hẻo lánh. Và mình sống cuộc sống bình thường, hạnh phúc ở vùng quê ấy. Được học hành đầy đủ, được bố mẹ chăm lo. Và mình là con một các bạn ạ. Em gái mà mình hay cho lên live stream ấy, nó là Ngô. Thì nó là em họ của mình thôi chứ không phải là em ruột. Chứ mình là con một nha. Cái chỗ này bây giờ chúng ta sẽ nhảy qua cục băng này đúng không? Ok, mình nhảy nhầm đường rồi. Ok, thì mình là con một nên là mình khá được nương chiều. Và trong suốt cả cái tuổi thơ của mình thì mình được như bao bạn đồng trang lứa, được đi học này, được chơi bời này, được có một cái tuổi thơ gọi là khá là hoàn hảo. Có thể nói là một cái tuổi thơ đáng mơ ước của biết bao nhiêu bạn.
Cho nên là cuộc sống của mình cũng chả có gì đáng nói cả. Mình thì cũng chỉ có đến từng đấy thôi. Mình thích coca và mì ý, với cả là mình thích làm video. Và nhưng mà về cái đường YouTube của mình thì nó khá là phiền các bạn ạ. Về cái đường làm, con đường làm YouTube của mình ấy, thì mình nói thật là nó khá là trông gai. Có thể nói là trông gai gần như là nhất team mình. Nói chung là cái đường YouTube thì mình làm nhiều cái hơn. Còn về cái con đường nó gọi là cuộc sống thì mình là nhàn hạ nhất trong team. Ok, thì bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với thành viên thứ hai, và cũng là thành viên mà mình muốn nói đến nhất, đó chính là Siro. Chắc hẳn là mình với Siro thì là có mối liên kết gọi là đậm sâu nhất trong team rồi, nên là mình sẽ nói về sự thật về Siro. Thì Siro tên thật, cái lửu đản nhà nó. Ok, thì Siro tên thật là Huỳnh Thiên Tân, và năm nay Rô 22 tuổi các bạn nha. Rô sinh năm 97 cho nên là Rô hơn mình 3 tuổi. Cho nên là mình 19 thì Rô sẽ là 22. Rô vẫn hay nói là Rô 21 chứ thực chất là Rô 22 rồi đấy. Người ta tính theo kiểu, người ta có tính theo năm chứ không ai tính theo cái kiểu gọi là sinh nhật đâu. Thì Rô 22 tuổi và yeah, Rô có người yêu các bạn ạ. Và người yêu của Rô chính là bạn nữ mà các bạn hay nhắc tên, đó là Linh ấy. Linh là một gọi là bạn nữ mà dạo gần đây có vẻ như là chắc hẳn là các bạn sẽ biết là khá là hot. Đặc biệt đối với những bạn hay theo dõi kênh Rô, bởi vì là dạo gần đây rất hay là có drama. Drama là gì nhỉ? Ruby với cả là ấy các kiểu ấy. Nói chung là drama đấy thì mình không có hóng làm gì. Nói thật ra các bạn không nên lôi đời sống vào trong video thật, bởi vì là Ruby và Siro yêu nhau chỉ là giả trong video thôi, chứ còn thực ra là Ruby yêu Linh mới là thật. Thì mình sẽ không kể nhiều về Linh bởi vì là Linh không liên quan. Thì Siro có nghề nghiệp làm bartender các bạn ạ. Một cái người pha chế rượu, các bạn biết mấy cái ông mà hay cầm chai quăng 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 ấy. Mấy cái ông cầm chai hay quăng xong rồi là múa cột các kiểu và tạo trò hài cho khách ấy. Đấy là ông bartender đấy. Mình tả nó hơi fail một tí, thực chất là ông ấy pha rượu. Nhưng mà thực ra ông không pha rượu, hình như là ông pha nước ngọt hay sao ấy, ông pha nước trái cây sao ấy. Đấy, thì nói chung là Rô làm nghề nghiệp bartender là chính và nghề YouTuber là phụ. Thì Rô làm YouTuber sớm hơn mình. Và Rô có cái sở thích thì mình cũng chả rõ lắm. Chắc là sở thích uống cà phê này và sở thích xạo lờ. Rô có một cái gì đấy nó phải gọi là khá là nóng tính. Nhưng mà bù lại Rô cũng rất là tốt, luôn minh nghĩ cho anh em. Và Rô có rất là nhiều tài lẻ. Rô biết beatbox này, pentatonic này, rồi hát này, rồi đánh đàn này, thổi sáo. Ui, thật sự là một hình mẫu soái ca cho tất cả các chị em luôn. Mình nhận định là Rô là một hình mẫu soái ca. Tuy nhiên thì Rô lại rất hay chỉnh giọng trẻ con. Cho nên là nhiều bạn thì cứ nghĩ là bé Siro sẽ rất là dễ thương. Nhưng mà thực chất thì ra bên ngoài thì ông Rô có một cái gọi là, có một cái gọi là gì đấy khá là manly. À mà mình quên nói đấy, mình cao 1m6 và nặng 40 cân nha. Mình là một trong số những người có cái đơn vị cân gọi là nhỏ nhất ở team mình. Mình nghĩ chắc là nhỏ nhất đấy. Supi nó bé quá nên mình sẽ không tính vào. 1m6, 40 cân các bạn nha, và 19 tuổi. Ok, còn Siro thì hình như là cao 1m75 và Rô nặng tầm 58kg thì phải. Rô nặng 58kg sao ấy, hình như thế. Nói chung là Rô thì body khá là ổn, chỉ hơi gầy một tí thôi. Còn mình thì nó ngang với kiểu là bộ xương di động rồi các bạn. Mà cái chỗ này đi kiểu gì đây? Cái mắt này thì mình chưa có nhảy qua nên mình chưa biết đường các bạn nha. Nên mình phải vừa phải nói vừa phải tìm đường. Thì nói chung là cảm nhận về Rô thì mình cũng đã nói qua hết ở trong cái video cảm nhận của Hùng về Rô rồi. Nói chung là Rô rất là nhiều tài lẻ, rất là khá là hoàn hảo và là một đàn anh rất là mẫu mực. Nói chung là Rô là thành viên có thể nói là tuyệt vời nhất ở trong team mình. Yeah, có thể nói đến thời điểm tại. Và tất nhiên là Rô cũng là người thành viên có view cao nhất các kiểu rồi. Đấy, và chúng ta cùng đến với thành viên tiếp theo, đó là Thịnh Tún. Thành viên đầu tiên mà mình quen ở trong Biệt Đội Rắc Rối. Chắc hẳn các bạn đến đây các bạn sẽ giật mình. Không phải anh Hùng quen Siro đầu tiên à? Không, Hùng quen Thịnh đầu tiên. Nhưng mà hồi đó là Hùng quen Thịnh theo kiểu là Thịnh làm ở thể loại khác nha. Thịnh không làm mini world. Và Hùng quen Thịnh rất là tình cờ. Một ngày đẹp trời, Hùng đang làm video. Và ngày, các bạn nếu các bạn không biết thì ngày trước Hùng làm video rất là giống Dũng Senpai. Thì Hùng làm video thì một ngày đẹp trời Hùng gặp Thịnh. Và Hùng thấy channel của Thịnh là Thịnh Tún. Và Hùng thấy ô, thằng này hay nhờ. Nó làm video dạng dạng giống mình này, và nhìn nó cũng khá là hay ho, nhìn nó có vẻ gay gay kiểu gì ấy, mình thích nó ấy. Thế là kiểu xong rồi là một thời gian sau, dần dần là Thịnh nó không còn làm cái đấy nữa rồi. Thì tự dưng mình lại gặp Thịnh. Và không ngờ là Thịnh nó lại làm video và nó lại edit cho mấy ông YouTuber ấy các bạn. Cho nên là tự dưng mình gặp lại Thịnh. Có thể các bạn có thể hiểu nôm na là một ngày đẹp trời mình đi mình gặp kênh của Thịnh. Sau đấy dần dần về sau tự dưng hai thằng gọi là gặp nhau trên mạng và nói chuyện với nhau. Rồi dần dần bọn mình quen nhau. Và sau đấy là mình làm YouTuber Mini World và mình nổi tiếng lên. Thì bắt đầu mình kéo Thịnh qua bên Mini World. Đầu tiên thì nó không đồng ý đâu. Nhưng về sau thì Thịnh nó cũng đồng ý và nó qua Mini World với mình. Và bây giờ chúng ta có Thịnh Tún bây giờ. Chính ngày trước là Thịnh nó làm video kiểu khác cơ. Ngày trước mình cũng làm kiểu khác và mình làm kiểu giống như senpai ấy.
bạn nào mà có xem thì biết là ngày trước là Hùng suốt ngày bị kêu là giống Dũng Senpai đấy. Ây, chỗ này khó thế. À, ở đâu? Thịnh thì nó trải qua khá là nhiều biến cố trong cuộc sống. À, cuộc sống của Thịnh thì có thể nói là nó không được quá là tuyệt vời như mình. Thịnh nó đã phải nghỉ học từ năm cấp 2 và nó đã phải vào đời rất là sớm. Và đến năm mà nó khoảng gọi là năm ngoái ấy, thì nó đã phải tự lên Hà Nội để nó tự lập và nó làm tất cả những cái công việc trên mạng như gọi là edit hộ video cho các YouTuber nổi tiếng để nó kiếm tiền. Cho nên là nói chung là về cái việc gọi là kinh nghiệm của tuổi cái đậu xanh nhà nó. Về kinh nghiệm gọi là trong cuộc sống thì Thịnh có thể nói là nó nhiều hơn mình rất là nhiều. Và Thịnh nó cũng tỏ vẻ ra là nó là một người trưởng thành hơn. Cho nên là có thể nói là bằng tuổi nhau nhưng mà Thịnh nó lại rất là trưởng thành. Và Thịnh nó thường hay xạo chó là nó là 2K4. Nhưng thực chất là Thịnh nó sinh bằng tuổi mình thì phải. Mình cũng không rõ lắm nhưng mà nó bảo bằng tuổi mình thì mình sẽ coi là bằng tuổi. Nói chung là cái mát này có thể nói là khó. Đến tầm step này là khó rồi mà mình lại còn phải ngồi tập trung nói nên là mình hơi mất tập trung một tí. Có gì mong các bạn thông cảm. À, đậu xanh. Và hiện tại thì Thịnh ấy nó không có một công việc gì cụ thể cả. Hiện tại thì nó chỉ đang trông ngóng vào cái việc là nó sẽ thành công ở trong công việc YouTuber này thôi. Cho nên là có thể nói là Thịnh và một số thành viên khác trong team mình là những thành viên phải gọi là cần thiết cái công việc này hơn bao giờ hết để có thể kiếm được tiền. Nhưng mà hiện tại thì nó chưa được như mong muốn. Cho nên nếu như bạn nào mà có thích thì bạn nào mà có yêu quý và muốn ủng hộ nó thì đừng quên qua channel Thịnh Tút để sub và ủng hộ cho nó nha. Bởi vì là hiện tại là nó đã nghỉ học và nó đã làm công việc này gọi là làm công việc chính luôn. Và nó cũng là một trong số những thành viên gọi là có cái áp lực về kinh tế nhất ở trong team mình. Và đấy là một trong số thôi nha. Chứ còn mình sẽ kể đến tiếp theo sau. Thì đấy, nói chung là đấy là về Thịnh. Nói chung là Thịnh thì nó cũng hơi nóng tính và nó cũng hay chửi tục. Nói chung là trong team thì có mình là hiền nhất. Mình khẳng định với các bạn là có mình là hiền nhất. Đấy. À, các bạn mà muốn có thêm thông tin nào về mình nữa thì các bạn đừng quên comment xuống nha. À, những bạn nào mà còn muốn hỏi cái gì nữa về biệt đội rắc rối các bạn đừng quên comment xuống. Nếu như mình thấy mà gọi là những cái thông tin đấy mình chưa có đưa ra cho các bạn thì mình sẽ đưa ra trong video tiếp theo các bạn nha. Có nghĩa là bạn nào mà muốn thông tin thêm về biệt đội rắc rối thì hãy comment và mình trong video sắp tới thì mình cũng sẽ làm thêm gọi là một video nữa về thông tin về biệt đội rắc rối và các bạn sẽ được thêm nhiều thông tin hơn. Đấy thì bởi vì là có thể mình kể nó sẽ không đủ với các bạn. Cho nên là mình sẽ gọi là để các bạn comment để mình gọi là mình trả lời thêm. Chứ còn mình không biết là mình trả lời như này đã đủ cho các bạn biết về Thịnh và hay là biết về mình hay là biết về Rô chưa ấy. Ừ. Đấy. À và Thịnh nó trải qua rất là nhiều người yêu rồi nha. À không, nhưng mà thực ra Thịnh nó cũng từng có 2 lần người yêu rồi thì phải. Hình như là thế, nói chung là đều có người yêu rồi. Thịnh với Siro đều có người yêu rồi, mỗi Hùng chưa có người yêu thôi các bạn ạ. Thế cho nên là bạn nào mà yêu quý mà muốn gọi là làm người yêu Hùng thì cứ liên hệ Hùng nha. Hùng FA 19 năm rồi đấy. Ok, chúng ta cùng đến với thành viên tiếp theo, đó là Supi. Một trong số những thành viên có thể nói là bí ẩn bậc nhất của team. Bởi vì nó không hay công khai nhiều thông tin của nó ra. Nhưng mình sẽ công khai cho. Supi thì sinh năm 2005. Và hiện tại năm nay là Supi lên lớp 9. Thấy không ta? Không, Supi sinh năm 2006 các bạn ạ. À không, 2005, đúng rồi. Supi hiện tại đang lớp 9 các bạn nha. Và Supi là thành viên nhỏ tuổi nhất của team mình. Thì Supi nó... nói sao nhỉ? Supi nó là thành viên nhỏ tuổi nhất và nó sinh năm 2005, chính vì vậy nên là nó chưa làm YouTuber nghiêm túc cho lắm. Thì cái việc mà Supi vào team ấy nó cũng gọi là một cái gì đấy, nó gọi là duyên số và bất đắc dĩ thôi. Bởi vì ngày trước ấy thì mình với Siro chơi với nhau theo một cặp và có Thịnh vào thì mình tính gọi là tạo một team 3 người, mình với Siro với Thịnh. Chứ còn lại là bọn mình cũng chả tính gọi là tạo team. Bọn mình chỉ tính kiểu gọi như là tạo một cái bộ 3 thôi. Nhưng mà sau đấy tự dưng là mình có quen với trước đấy mình có quen với Supi. Bởi vì sao? Bởi vì Supi nó bảo là Hùng ơi, em thấy anh làm thăm xấu quá, để em làm hộ thăm cho anh, em làm free cho. Thế là mình cũng đồng ý thôi, bởi vì mình làm thăm xấu mà, nên là Supi nó gạ thế thì mình cũng đồng ý cho nó làm. Thế là Supi nó làm thăm thì mình thấy đẹp nên mình cũng ok để cho Supi nó làm thăm. Và các bạn không biết thì cái thăm có nghĩa là cái ảnh thu nhỏ ấy các bạn, là cái ảnh mà khi mà các bạn click vào video ấy thì nó hay xuất hiện cái ảnh đấy để các bạn click đây. Thì đấy là cái ảnh thu nhỏ để đại diện cho video. Nó như kiểu ảnh đại diện Facebook ấy các bạn. Đấy. Thì Supi nó làm hộ mình cho nên là sau này thì Supi nghiễm nhiên là được một slot trong team. Đấy. Chứ còn thực ra ban đầu thì Supi cũng không tính là được mời vô team đâu, bởi vì Supi chưa làm YouTuber nghiêm túc cho lắm. Supi nó vẫn rất là hay bỏ video các kiểu và nó chưa có một cái điều kiện bên ngoài gọi là đủ tốt để nó làm video. Với cả là em nó cũng còn nhỏ quá và cái kỹ năng nói chuyện nó cũng chưa nhiều. Cho nên có thể nói là Supi thì chưa có cái tiềm năng để làm một YouTuber nghiêm túc được. Cho nên là hồi đấy bọn mình cũng tính là không mời vào, nhưng mà sau này thì thôi.
sau này thì bọn mình cũng đã gọi là quyết định gọi là mời Subi vào. Và Subi là thành viên thứ tư nhỉ. Subi là thành viên thứ tư đó. À và đậu xanh nhà nó mình bị rớt rồi. Và tiếp theo chúng ta cùng đến với thành viên thứ 5, đó là thành viên nữ Kuma. Thì Kuma chắc hẳn các bạn sẽ không biết nhiều thông tin về Kuma đúng không? Thì Kuma là lớn tuổi bằng với Ro và cũng là lớn tuổi nhất của team mình hiện tại. Kuma là hiện tại là đang 22 tuổi các bạn nhá, bằng tuổi với Ro luôn đấy. Và Kuma đang là sinh viên năm 4 của trường gì nhỉ? Mình quên mất là Kuma học trường gì rồi ấy. Nhưng Kuma là sinh viên năm 4 các bạn nha. Đậu xanh. Và Kuma sinh viên năm 4 cho nên là Kuma rất là lớn. Các bạn cứ nghĩ Kuma sẽ nhỏ hơn mình nhưng mà không. Kuma lớn hơn cả bọn mình luôn ấy. Và Kuma lớn nhất, lớn bằng Siro luôn. À Kuma thì chắc hẳn các bạn cũng sẽ nhìn thấy mặt, bởi vì mình sẽ đăng ảnh của các thành viên lên nên là các bạn sẽ nhìn thấy mặt thôi. Thì Kuma cũng chả có gì gọi là bí ẩn cho lắm, bởi vì là Kuma đấy là Kuma ít công khai thông tin ra thôi, chứ còn Kuma cũng không bí ẩn lắm. Thì Kuma sống tại Hồ Chí Minh các bạn nha. À đấy mà quên nói về địa chỉ, mình sống hiện tại mình đang sống và làm việc tại Hà Nội, nhưng mà mình là dân ở Tuyên Quang. Còn Siro thì là hiện tại đang ở Vũng Tàu, và Supi thì cũng đang ở Hà Nội các bạn nha. Supi đang ở Hà Tây Hà Nội đấy, và Supi thì nhà ở đây luôn, còn mình thì không nhà ở đây, mình chỉ đi học ở đây thôi. Còn lại là Kuma thì Kuma ở Hồ Chí Minh các bạn nha, và đang học tại Hồ Chí Minh luôn. Hình như là Kuma nhà ở Hồ Chí Minh sao ấy, mình không biết là đúng hay không. Nhưng mà mình nghe qua qua thế, nói chung là mình chưa biết đủ thông tin về thành viên trong team cho lắm. Thì Kuma thì có thể nói là không quá là xinh gái, bỏ qua vấn đề đấy đi. Thì Kuma thì cũng mình không có cảm nhận gì nhiều, tại vì mình cũng khá là ít tương tác với Kuma. Và các bạn cứ ship mình là cặp thỏ gấu thôi, chứ còn thực ra thì mình còn chưa tương tác được nhiều với Kuma, thì nói gì đến việc gọi là cặp đôi hay là cái gì đấy. Mấy ông cứ đùa cặp đôi cặp đủng cái gì. Ok, chúng ta cùng đến với thành viên thứ 6 của team, đó là Ruby. Thì Ruby có lẽ là sẽ là một cô bé mà mình nói đến nhiều nhất trong video này, vì Ruby là thành viên có cái cuộc sống có thể nói là khó khăn nhất trong team mình. Bố mẹ Ruby ly dị, và Ruby đã phải sống với bà từ bé và phải dự đám cưới của cả bố với mẹ mình để cưới một người mới. Và không có một ai chịu trách nhiệm nuôi nấng Kuma cả nên Ruby cả, cho nên là Ruby đã buộc phải sống với bà ngoại bà nội nhỉ. Sống với bà đi. Nói này lại nhầm chết, mình không nhớ là bà ngoại hay bà nội. Thì Ruby đã từ nhỏ đã phải gọi là thiếu đi tình thương của ba mẹ rồi, nên là Ruby đã phải tự lập. Và Ruby bây giờ mới học lớp 9 thi lên lớp 10 mà cũng đã phải tự kiếm tiền. Và Ruby cũng phải tự kiếm tiền làm mua cái điện thoại để làm YouTuber. Cho nên là Ruby là một cô bé có thể nói là khó khăn nhất trong team mình, và cũng là một người có ảnh hưởng bởi cuộc sống đến cái công việc YouTuber nhất. Nên là cuộc sống của Ruby có thể nói là cuộc đời Ruby có thể nói là nó không bằng phẳng, cho nên là nó hơi nhiều chông gai. Và mình, như mình đã nói, mình là người có cuộc sống nó gọi là bằng phẳng nhất. Chỉ là YouTuber thì mình gọi là nói chung là kiểu cái chặng đường YouTuber của mình thì nó gọi là chông gai hơn thôi. Đúng, nếu nói về YouTuber thì chặng đường YouTuber của mình là rất chông gai các bạn nha. Chông gai phải gần như là nhất team mình. Mình không biết là ai chông gai nhất, tại mỗi người có một con đường. Nhưng mà riêng chặng đường YouTuber của mình thì rất là chông gai. Còn về cuộc sống của mình thì thật sự rất là an nhàn. Còn Ruby thì không như thế. Ruby thì cuộc sống đã phải, ngay từ bé đã phải lo cho tương lai của mình, và đã phải tự lo cho cuộc sống của mình rồi. Cho nên là có thể nói là con bé tự lập rất là tốt. Và nếu như bạn nào mà có muốn ủng hộ cho Ruby về vấn đề tài chính, các bạn có thể xem video của Ruby thường xuyên hơn để ủng hộ cho Ruby có tiền, để Ruby gọi là trang trải cuộc sống, và Ruby có thể gọi là lo cho tương lai của mình hơn. Và có lẽ là Ruby chắc cũng sẽ không chọn con đường gọi là đi học để gọi là học đại học hay các thứ gì đấy, mà Ruby sẽ chọn con đường gọi là những con đường khác, nó kiểu gọi là bên ngoài hơn. Cho nên là rất có thể là chặng đường YouTuber cũng là một cái con đường mà Ruby hướng đến. Cho nên bạn nào có muốn ủng hộ Ruby đi theo con đường này, có thể xem ủng hộ video cho em nó nha. Và Ruby rất là nghị lực, có thể nói là chắc là cuộc sống của Ruby như vậy từ bé, nên là Ruby học được cái tính tự lập, nên là Ruby có thể nói là nghị lực đấy. Bởi vì là một cô gái mà còn nhỏ mà bố mẹ đã ly dị như vậy rồi mà vẫn có thể gọi là mạnh mẽ như thế thì đấy là cũng là một cái gì đấy rất là đáng khen. Chứ không như mình thì có một cuộc sống rất là ổn định,
không quá là sung sướng giàu sang, nhưng mà nó rất là ổn định và mình thật sự rất là thoải mái trong công việc là YouTuber. Chỉ là cái chặng đường YouTube thì nó hơi gian nan, là bởi vì là mình trải qua rất là nhiều những cái chặng đường để đến được hôm nay thôi. Đấy, chứ không được ai giúp đỡ hay gì cả, nên là nó hơi trông gai. Chứ còn nó không trông gai theo cái kiểu gọi là cuộc sống nó bị ảnh hưởng đến YouTuber các bạn ạ. Còn về thành viên cuối cùng, đó là Meo Peo. Thì Meo Peo chắc hẳn là các bạn đang thắc mắc nhất, đó là Meo Peo là tên là gì, công việc như thế nào, mặt như thế nào, nhà ở đâu. Thì hiện tại là Meo Peo đang học tại Hà Nội và anh ấy là sinh viên năm 4 của khoa luật nha. Và sinh viên năm 4 của trường đại học luật à, phải không ta? Hình như thế. Và Meo Peo thì đậu xanh nhà nó, tại sao đi mình đi nãy giờ mình mới được có 4 level vậy? Ố, chỗ này lên kiểu gì? Cái lửu đán. Chỗ này lên kiểu gì mấy anh ai? Mình chuyển sáng tạo bay lên đây cho nhanh các bạn ạ, vì mình tìm nó ra đường. Sau đây các bạn rất là nhiều nhá. Thì Meo Peo thì 20 tuổi các bạn ạ. 21, Meo Peo hơn mình 2 tuổi nha. Meo Peo sinh năm 98 và Meo Peo trước là có quen thông qua là Thịnh. Meo Peo quen tụi mình thông qua Thịnh nha, quen mình với Siro thông qua Thịnh. Bởi vì là mình với Siro gọi là sao ta? Gọi là kiểu nào nhỉ? Mình với Siro kiểu như là đầu tiên là mình quen Thịnh, xong rồi là mình giới thiệu Thịnh với Siro. Xong rồi là dần dần là gọi là đi qua bên đấy và chúng ta có một cái gia đình mèo. Và Meo Peo đứng đầu, cho nên là chúng ta quen với Meo Peo. Và đó là lý do tại sao mà Meo Peo quen với mình và Siro. Và cái lựu đạn nó chỗ này mình không biết đường đi kiểu nào. À đây, chúng ta có một cái hố nước nè. Rồi, xong rồi là chúng ta sẽ đi lên, mình hiểu rồi. Bây giờ chúng ta sẽ nhảy từ đây, chúng ta sẽ nhảy lên. Hoặc có thể là nhảy xuống. À rồi. Vậy là mình hiểu đường đi đấy các bạn. Chúng ta có cái hố đây, chúng ta sẽ đi. Ok, thì nói chung là thông tin về Meo Peo thì cũng chả có nhiều. Nói chung là mình sẽ không sâu thông tin của Meo Peo ra nhiều. Nếu như các bạn ủng hộ, các bạn đừng quên comment phím 1 để mình sâu thông tin của Meo Peo cho các bạn xem nha. Và đậu xanh nhà nó tại sao mình lại cứ bị chậm như này. Lava nó làm mình chậm mà hay là như nào? Hay là mình mắc vào tường vậy? Đúng rồi, mình mắc vào tường các bạn ạ. Thì Meo Peo mới vào team nên là mình sẽ không sâu nhiều thông tin ra. Nhưng nếu như các bạn ủng hộ thì mình sẽ sâu thông tin của Meo Peo cho các bạn biết. nói chung là anh Meo Peo có tên thật là Nam các bạn nha. Và anh ấy kém Siro 1 tuổi. Đấy, đơn giản là vậy thôi. Còn về sở thích ấy thì mình không biết rõ là sở thích của team muốn gì. Nhưng mà mình nghĩ là về phần Thịnh thì Thịnh muốn nổi tiếng và nút bạc. Còn về Ruby thì Ruby thích trà sữa. Còn về Siro thì chắc là Siro thích cà phê. Và chắc là thích gái hay là gì đấy. Còn về phần mình thì mình thích coca và mì ý và mình cũng thích gái nữa. Đấy, nói chung là về thông tin của các thành viên bị đội rắc rối thì nó dạng dạng như vậy đấy. Mấy ông nào mà có muốn gọi là tìm hiểu thêm thì có thể gọi là liên hệ tôi. Tôi sẽ gọi là thông báo thêm cho về thông tin của các thành viên bị đội rắc rối. À, cái lựu đạn nó. Ok, mình bay sáng tạo qua lại cho nhanh nha các bạn nha. Ok, còn bây giờ chúng ta sẽ tìm cách đi qua chỗ này. Ok, rồi hiểu rồi. Hiểu rồi đấy. Chúng ta sẽ tận dụng mấy cái củ cải này để chúng ta bay lên trên kia đúng không? Đâu nhỉ? Không phải chỗ này. Rồi, nói chung là mình không biết được là các bạn sẽ thích thành viên nào cho bị đội rắc rối nhất. Nếu như bạn nào mà thích các thành viên nào cho bị đội rắc rối nhất thì các bạn đừng quên comment tên của thành viên đấy xuống dưới nha. Và các bạn mà muốn mình làm Minecraft tiếp thì các bạn cũng comment cho mình biết nha. Bởi vì là có thể là rất nhiều bạn sẽ ủng hộ Minecraft nhưng cũng có nhiều bạn là không ủng hộ. Cho nên nếu như các bạn muốn mình làm thêm parkour với Minecraft thì các bạn comment cho mình biết để mình gọi là làm thêm về Minecraft các bạn nha. Còn về thông tin các thành viên trong team thì mình cũng gọi là bật mí đến từng đấy thôi, vì mình không biết là bật mí thêm cái gì. Các bạn có thể hỏi mình thêm để mình bật mí thêm. Nhân tiện đây là mình cũng không biết là đường đi tiếp theo nó là ở cái chỗ củ cải nào luôn ấy, thề luôn với mấy ông. Đến chỗ này là tôi tịt ngòi rồi. Hay là chúng ta phải nhảy chỗ này, chúng ta phải nhảy qua vậy. Có khi chúng ta phải nhảy qua thật đấy. Chúng ta phải nhảy đến cái này luôn này. Phải không nhở? Nói chung là thôi, chúng ta cùng đến với chương trình ăn gian nào. Tránh tìm đường lâu thì tôi sẽ chơi ăn gian luôn mấy ông ạ. Tôi sẽ gọi là dùng chế độ sáng tạo luôn. Đậu phụ nhà nó, mình đi nhầm đường rồi. Mình sẽ chơi chế độ sáng tạo xong bay lên luôn cho nhanh. Cuộc sống mà các bạn, nói chung là còn nhiều khó khăn lắm, cho nên là mình mới chơi Minecraft lần đầu. Mình bắt cua chơi nhiều nên là mình có thể mình không biết, nên là mình sẽ phải sử dụng ăn gian để win các bạn ạ. Cho nên các bạn có gì các bạn thông cảm cho mình nhá. Ok, chúng ta đã qua level 90 rồi. Ui, vậy là nãy giờ mình mới chơi được có 8 level thôi á.
mà mình đã nói hết về tất cả các thành viên trong team rồi. Ok, thì có lẽ là cái map này mình sẽ chơi tiếp 10 level cuối sau. Và nếu như bạn nào mà muốn mình gọi là nói tiếp về các thành viên bị rắc rối, nói thêm thông tin gì, các bạn đừng quên comment câu hỏi xuống và mình sẽ làm tiếp trong video tập tiếp theo nha. Còn bây giờ thì xin chào, hẹn gặp lại bạn trong live video tiếp theo. Và trước khi thế này, see you again, bye bye.